Sáng ngày 8 tháng 10, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông. Cụ thể, ngày 7 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan và ba bị can đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan điều tra xác định, các bị can do có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019. Các bị can gồm Trương Mỹ Lan, sinh năm 1956, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor. Nguyễn Phương Hồng, sinh năm 1984, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hồ Bửu Phương, sinh năm 1972, tại thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản.